bồ nó chạy đồ đạp theo. Đạp, đạp đường sống chơi đâu xuống chú. Có thấy gì không? Sao đâu dở dở thế? Đây gì đâu có xeo rồi á. Xeo tôm lớn mà. Tôm lớn đẻ mà anh em. Lớn quá đẻ. Tiên một cà ký nè. Không. Đồ quá, dứt đồ không đạo đẻ đâu nha anh em. Quá đẻ. Ờ. À. Ông bác hay gì chưa? Ờ, ông quen bác mấy đi nãy giờ bác cũng đồ con nữa hết. Đâu? Chưa. Vô lên. Đó, đây đang làm nha anh em. Đâu? Đây, tại đây. Bốn con mà con. Đấy, rồi đấy. Đâu? Thôi bác đi. Thôi nè. Rồi vô. Rồi vô. Đây là bạch quái nè, con nó cánh nha. Sao? Đây lấy 2 ba con hay nữa không? Gà 4 5 con đem rồi. Gặp làm sóc 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 cái kia đau vào vô. Ờ nhét vô sóc sóc ra luôn. Đấy coi thử bao nhiêu con, bắt từng con luôn. Nó chạy ra nè, nó chạy rọc rọc. Ông nào cờ với mấy chào mày nhân giống cho mình hồi mày đổi mua cái tàu rồi không túi đâu bà còn cờ này thấy to to không đấy nếu gì mình sợ cũng sợ mình thấy sợ chắc anh chị đã ăn không còn con không tôm kế còn túc rồi túc rồi luôn là theo lùa lên lùa lên lùa lên giống giờ ông bộ nhảy nhái không ông bà lập đéo vậy bỏ đi không bỏ đi bỏ đi luôn rồi bỏ luôn bỏ luôn là mày vô đó đây lì anh bác đi nè đâu đó bỏ vô sạc to không đâu bỏ cái này vô bỏ vô bỏ vô dù chui thì đấy nó nhỏ nhỏ em ơi mẹ bốn con nè vô con ăn đi lâu con tôm đi lâu tôm đừng nó tôm chết thôi bác mấy làm được rồi về làm đi chào bác mày bà làm xúc xúc lên rồi xúc xúc lên cho nó khỏi nhảy à, nhiều lắm cứ bắt thua máy bắt cho hết đi tới tới bà lập bà lập tới bà lập bà lập tới tới tôi bà lập tới đỡ giống nó có cái bịch đi đập quá đập đập nhảy bay đi bắt phòng giờ nhanh này cầm hè cầm ôi hè cầm ôi luôn giống dạch ra cho nó lì lên thấy không giống cô nó nhảy ra nhà ông cô lè to luôn mày mà chậm không chậm quá chậm nhanh đi con nữa. Đi con mẹ nào. Thẻ mẹ nè. Thì bắt cái bác ai bắt cái con thẻ thẻ. Đồ ở đây thì hàng đập mới chưa nó bắt một bao luôn. Chim. Đấy. Chào luôn. Từ 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 đỡ có thử đỡ quay quay lại nè. Chim sâu. Thế từ từ cái gì đỡ quay phim cái gì. Anh em cái bao đây nè, giặt bao đây. Ồ, làm bé làm đây là giờ mình làm thì bài luôn. Món này là nhức nhối á. Nè. Đây là con rạm này. Đây này nó khỏi bò nè. Bắt đúng con ấy. Đây đâu vậy nè. Không? Đó, rạm con nào nấy. Đó con rạm cái hình nó dẹp thấy không? Con cua nó cho mà con rạm nó dẹp. Bò nhái, mình bò nhái nha anh em. Nhái mà thẻ cho đi luôn. Ấy, bự lắm không? Con nhái to vậy hả? Bự nhưng mà thâu thẻ đi luôn ấy. Thẻ đây nó nhảy mai gà nó đốt. Chạy đi đi. Bắt được một con tôm này. Từ rửa tay à. Chứ phẩm là một con tôm này.
Thì ủ thì vậy vậy là gì mày thẻ đi đâu mà còn giật chứ. Thẻ đi còn mấy con mà bác làm gì nhớ gì cái làm gì không mà cái làm không thôi không. Giờ đỡ mình làm cái đây nè, làm cái làm không thẻ xong đây làm cái làm mày mày làm mày đụng này làm gạch lắm nha anh em. Đây dài dài này chứ kia đây đừng gỡ, đây gạch đã, đây cho mu này, mu cùng cả gạch này gỡ không cho vậy, lấy gạch cho mu lấy cái muỗng với cái, chút lấy cái muỗng mình múc luôn đấy, lấy cái muỗng với cái chén, đây lấy cái gạch này nó mới ngon nha, đây lấy cái muỗng, có anh cua đi, có anh cua này, anh đây anh cua này, anh cua tím này, chốt con cua, độ thả mấy anh gái, lấy cái đít muỗng ấy, đó đúng không, thả đi luôn. Không, mà đi lấy cái kia lấy đinh muỗng đưa anh bè. Đó, giờ mình lấy cái gạch này không, gạch đẻ đâu không? Quá đẻ. Gạch béo gớm nha, thử đi nè, bộ dưỡng này. Ngon không cái gạch cua chứ. Đi nó súp lấy gạch nó này. Đúc, con rạm cho anh em, con rạm này. Mình làm ra không gạch này không? Quá hết cho gạch không? Cháo chất lọ mày. Đâu không làm luôn chứ. Để cho ông phải nấu được không. Bây giờ mình ăn cháo chút nha. Món này là món ăn no nghe ạ. Mình ăn cháo chút cái chút nữa mình nhậu là mình ăn cái món kia sau. Món kia đang nấu nè. Đuôi gì làm gì mấy chục nậu. Má Bình là chút độ kinh đâu. Bình ăn mình không suy nghĩ luôn á. Đây, đây được một con tôm nha nè. Được con tôm nè. Đây được con con nha, đây mà được 20 con nè, ngon cơm. Đây. Bạn bè trước. Bạn bè anh qua. Anh Rạm. Đây là thành vẽ của đi. Ngày hôm nay. Đó, thành vẽ một năm ngư. Một buổi tối anh em ta đi bắt anh em. Một giờ mình ram lên rất là ngon không? Giờ ram. Một dĩa dung sụng luôn á. Đấy, giờ anh em bắt đầu rốt rầu đi, rốt rầu đi. Đây có rầu đây. Rốt rầu đi. Rầu giống rốt làm luôn đi. Đây ly. Chờ tôi làm ly. Làm trước ly đi. Làm mẫu. Làm mẫu đi. Làm chuẩn á, rầu đấy, uống làm chuẩn vậy luôn ha. Rầu. Rầu giờ ta anh ba. Đây ba lập đây. Tính lợn đếch họ. Đó, rồi ba lập. Rầu trước đi. Rầu ăn cua thử đi. Giống ăn thử ngon không? Giờ tôi ăn thử nữa con cua. Nhất luôn con luôn á. Cầm lên vớt cho. Đúng, nhà xưa luôn. Nhà xưa luôn á. Nhất nách. Nhất nách đó. Mua rau, mua rau. Mua về rất là ok. Ok, vậy là ba lập biết làm lắm. Thành công quá. Tìm kem thử chân mắm nha nè em. Đấy. Rồi ba lập ăn ba lập. Rau. Lập ăn đi. Anh em biết béo. Ngon. Đấy. Dứt đi, dứt nguyên con luôn. Vừa ăn ngọt. Ngọt không? Dứt thử đi. Ngọt từ trong miệng, ngọt ra. Được mới nhai rộn đẻ thôi. Đúng rồi, đang thấy tới mực phá chưa? Thấy siêu siêu mồm nhai dữ rồi. Lấy mũ đang hoài xuống đi. Lấy mũ đang hoài xuống. Hoài xuống gì vậy? Chập cột tâm. Bình ăn no đi không mẹ nè. Chỗ dài ăn đi Bình. Ngon hàng chứ chứ. Nếu mà vừa hàng. Ăn còn cấp vọng luôn á. Anh bè là ơi bài hả? Dứt đi. Anh em dứt đi. Dứt đi. Làm người con đi. Quá đẻ. Quá thơm ngon nha anh em. Đây bữa nào bác tiếp đi. Món này giờ bao nhiêu bác, món này cứ ra vợ lơ lấy thôi chơi đâu mình đợi sẵn ra mình lấy thôi hiểu không? Không cần bác nữa. Đây mình chấm mắm đây nha. Chấm mắm giờ dậy đang cũng muốn bắt cái giải. Ồ anh nấu là ngon nhất á. Bún riêu vậy. Được, bún này nhức nhối á. Bữa nó làm lại. Nó giả ra lấy lọc lấy giật cái lực đặc ơi. Cái gì cua? Cái gì cua luôn. Béo quá nhiều gơ không? Béo không? Sống trâu. Vừa ăn hả? Làm đi chú ấy. Con này gạch nhiều nè. Quá gạch. Làm đi giờ tôi không. Rồi ngon. Đẹp. Con quá Bình ăn quá ăn đi. Ăn quá ăn Bình. Con. Rồi. Bác làm ra bữa lọt hết rồi. Đây nè em. Đây nè em. Bác nha. Giờ tụi mình ăn nè. Bỉ ra ăn rồi. Bác cháy cái đầu quá. Dập. Tài lắm luôn. Cháy mấy bác điện mà cháy. Bác như cháy. Nó bác điện cháy. Đĩa rạm đây ngon chất lượng á. Đặc biệt á. Số 1. Cái đĩa rạm này đặc biệt ngon chất lượng, béo gạch quá lặn ngon, thử ra gạch nhiều không phát đây. Còn gạch màu vàng rực ơi. Đấy vàng rất là đẹp mắt đấy anh em.
Cái này là món này là mình nhậu với rượu, đây là rượu rượu chuối này đấy. Đùm béo quá đẻ. Đẹp không? Ngay đụm đụm luôn. À, chú Kha nhận cái bộ của nhau thì. Đi về đi. Mình ra rượu rồi. Thầy. Nốt tao nói là xem xem. Nó ngon rồi lắm rồi. Vậy tao với con heo đi bộ với gặt này, đẻ gặt lắm không? Chưa gì non giờ ngủ ông. Nó bá mũ đó mình. Mà tao không chiếu nó mày nè. Mày gỡ cái Sài Gòn. Quấn ông xe cặp vậy. Quấn này. Bẻ cái càng này ăn chứ mà ăn không ăn xong rồi ăn từng lại càng một. Ngon từ từ vô đây. Món đi tự nhiên nè. Lâu lâu ăn nó ngon. Tụi đây ăn có bụi đi bài. Không muốn là làm lâu lâu ăn cảm nhận ngon. Để ăn càng. Thì ra mặn mặn thôi, coi như ăn có bụi. Lâu dây mặn 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 chết luôn hả? Cái yếm là bé không? Được bình rồi. Đó. Đó. Màu vàng rực rồi. Ồ, đã quá hơn. Ngon. Lam gì không? Nó là lam. Ngon ăn ngon cho. Ăn ba lạp. Đang Hồng Quốc nè. Con bè ít ăn à. Một liều thuốc là bỏ này nãy giờ chưa hút. Quay sao nó đi dưa cùng ngồi đi. Con ơi. Ngon quá ngon. Ông mình này anh quái không à. Anh như cái bây giờ không. Trời ơi. Nó đi dưa mà như không đâu. Trời ơi. Nó dưa mà không có dưa được. Không có trưởng lại. Dây. Ê dây. Ê thấy cái dĩa nó không cưỡng lại. Ê ơi dây.